Chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong kênh Ngọc Chiến Bất Động Sản Vinhome. Video này mình sẽ chia sẻ với các bạn một căn shop house song lập tại phân khu sau biển. Căn này thì thuộc tuyến đường gọi là sau biển không số, nằm sát công viên GMPA. Trong quy hoạch thì công viên GMPA sẽ rộng là 7,5 hectare với các cái chủ đề gọi là khải hoàn, ánh sáng và tình yêu. Thì cái căn này chúng ta sẽ thấy là cái vị trí giao thông vô cùng là thuận lợi. Trên cái tuyến đường mặt cắt ngang là cả vỉa hè là 20m. Và chúng ta sẽ thấy rằng là bên cạnh chúng ta một những cái không gian rất là bề thế. Ví dụ như căn sau biển này, cái dãy ở bên sau biển này thì là duy nhất là 6 tầng. Đấy, còn căn của chúng ta đây, mình ví dụ như cái phố bên cạnh rất giống Tràng Tiền. Căn của chúng ta là căn song lập, diện tích là 170m², được kiến trúc theo lối phong cách Pháp ấy, và có cái xẻ khe. Căn này sẽ là hai mặt tiền, một mặt ở cái tuyến đường vô cùng là hoành tráng, thuận lợi, đắc địa, và một mặt nữa là view sang công viên GMPA. Diện tích theo quy hoạch là 7,5 hectare và chọn có sẽ 9 cái tòa cao tầng. Tổng dự án ở đây thì có 24 tòa cao tầng, thì riêng ở chỗ công viên GMPA là 9 tòa do Masterai xây. Thì bây giờ hiện tại thì họ đã quay tôn vào đây rồi. Chúng ta đi vào cái này thì có thể là thấy rằng là chúng ta đi vào cái rất là thuận lợi. Cái mặt này chúng ta sẽ là view trực diện sang công viên. Và nếu như là sau này các cái tòa cao tầng lên thì các cái ánh điện cũng rất là đẹp đối với cái mặt này của chúng ta. Tổng diện tích căn này là 170m², mặt tiền là 8,5m² và chiều sâu là 20m, mặt tiền 8,5 và chiều sâu là 20m. Tầng 1 với diện tích xây là 101,8m, tầng 2 112m, tầng 3 là 105m, tầng 4 là 82,8, tầng 5 là 15,9. Tổng diện tích xây dựng là 418m². Chúng ta sẽ thấy rằng đây, khi đi về thì chúng ta có thể thiết kế lại ở chỗ đoạn này. Mình cũng đã có những một số các ngôn ngữ thiết kế của các bạn ấy, bỏ ra kính tràn viền và trên chúng ta bắn máy kính, đem lại một không gian vô cùng khoáng đạt, thuận lợi cho công việc kinh doanh, hoặc cũng thể chúng ta làm bẻ cá coi hoặc sân vườn. Vỉa hè đây thì bạn cũng sẽ thấy đây, vỉa hè thì rất là rộng để chúng ta phù hợp với các loại hình kinh doanh, ví dụ như là kể cả là các cái nhà hàng hay quán cà phê hay văn phòng, các cái đại lý tour du lịch. Và đặc biệt là ở đây chúng ta cũng sẽ thấy rằng là cái câu chuyện của kết nối giao thông đấy. Và đây mình sẽ xuất phát từ cái bên chỗ biển xanh đấy, chúng ta sẽ đi vào đây. Thì ví dụ chúng ta nhìn thấy giao thông này này, chúng tư đã làm và hai bên sẽ là xây công viên theo các cái chủ đề là khải hoàn, ánh sáng và tình yêu. Công viên ở đây thì có ba công viên nội khu, những công viên to, ví dụ như công viên Royal Way Park rộng 18 hectare. Công viên này sẽ được vị trí thứ hai là công viên Sinbai rộng 7,5 hectare với các chủ đề khác nhau, và công viên Sinh Park. Mỗi một cái vị trí sẽ đem lại cho chúng ta khai thác tài sản khác nhau. Đây là nhìn thấy phía mặt sau của căn của chúng ta. Đi thẳng lên đây thì bạn sẽ thấy sẽ là đi lên chỗ kết nối sáng và đi sang bên quảng trường công viên Hoàn Quy Park, kết nối giao thông vô cùng thuận lợi. Chúng ta sẽ nhìn thấy những cái dãy phố, tuyến phố mà nhìn thấy những nét đẹp của Paris hay London, cái sự hoành tráng. Và chúng ta cũng sẽ thấy rằng là cái này nó đem lại cho chúng ta cái tiện ích kinh doanh về sau. Thì chủ nhà cũng là một anh chị cần cân đối lại tài sản, anh chị người Việt kiều. Thời gian ở lại Việt Nam thì không lâu nên là cái sự giao dịch mình nghĩ cũng rất cần nhanh chóng. Và hơn nữa thì anh chị cũng đang cơ cấu lại tài sản nên là chúng ta cũng sẽ có những cái giá rất là phù hợp. Thì các bạn cứ inbox cho mình, số điện thoại của mình là 0901156886. Chúng ta trải nghiệm các cái vị trí đầy đủ để chúng ta đưa ra những cái quyết sách của chúng ta. Về tiềm năng thì mình đánh giá căn này rất là tuyệt vời, vì sau này cái lượng cư dân mà chúng ta nhìn nhận nó rất giống như cái địa chỉ ở San Ho 6 Ocean Park 1. Đấy, sự vị tế, sự trí tâm tôn cho cái cơ hội kinh doanh của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Đấy. Vị trí vô cùng là thuận lợi các bạn nhé. Bên cạnh những cái
khủng long. Chúng ta nắm giữ tài sản bên cạnh những nhà giàu,